Người thân người nghe nhạc thì cũng có vẻ là mình rất mệt mỏi đúng không? Thì chúng ta sẽ đến với một phần trò chơi khởi động nhỏ nhỏ, một phần trò chơi nhỏ nhỏ để chúng ta lấy lại những cái năng lượng cho chúng ta tiếp tục đủ sinh hoạt online hôm nay. Đầu tiên mình xin mời lên sân khấu, mỗi đơn vị chúng ta cử hai thành viên lên sân khấu được không ạ? Mỗi đơn vị khách mời chúng ta cử hai thành viên lên sân khấu được không ạ? Có vẻ mọi người ta vẫn chưa lấy lại được cái năng lượng cho cái buổi sáng hôm nay. Thì đầu tiên sau đây thôi khi mình hô là anh chị em ơi, đến cả mọi người hô hơi là to, và khi mình hô anh chị em nào, mọi người hô à to lắm hả? Cứ đâu hả? Có chơi nhỏ quá, có nhỏ quá, có đâu quá. Anh chị ơi, nhỏ quá mọi người ăn sáng rồi. Đã đủ hết tất cả chưa ạ? Và ban tổ chức, các bạn nào muốn chơi thì chúng ta có thể lên đây. Và theo lời trên sân khấu chúng ta có 2, 4, 6, 8, 10, 12, còn 12 người thì chúng ta sẽ chia làm 2 đội, mỗi đội 6 người rồi. 2, 4, 6, vâng, xin mời. Dạ. Thế thì bên này bây giờ chúng ta có 2 đội chơi trên sân khấu, mỗi đội chơi có 6 người. Xin mời ban tổ chức chúng ta mang được mình cái đạo cụ cho chơi. Các ban tổ chức, các bạn ban tổ chức ơi, cho mang được mình đạo cụ lên. Vâng, và trò chơi của chúng ta hôm nay là đây. Trò chơi xếp lý thiết sức. Đây. Xếp lý thiết sức. Trên tay mình đang là một sức lý gồm 22 cái. Một sức lý gồm 22 cái, và nhiệm vụ của từng thành viên của các đội sẽ là xếp lý ở dưới cuối, lên trên cùng. Xếp lý dưới trên cùng. Và các bạn chú ý là có một lý được đánh dấu màu trắng. Đó. Hay là các bạn nhìn kỹ à, có một đi đánh dấu màu trắng, và mỗi người có thể của một người hoàn thành sau khi đưa được cái đi màu trắng này xuống dưới cùng, hoặc đưa đi màu trắng này lên dưới cùng. Bây giờ mời bạn vào đây làm mẫu để cho hai đội. Ví dụ cái đi màu trắng ta đang trên cùng thì nhiệm vụ của người đó là lấy từng đi ở dưới xếp lên trên, sao cho cái đi màu trắng chuyển được xuống dưới cùng. Đã không được anh. Cái này là đây đi, đây đi màu trắng, chúng ta sẽ đưa đi màu trắng xuống dưới cùng như thế này, ví dụ như thế này. Đấy, ví dụ như thế này là đã hoàn thành trò chơi của một người, và sau đó chuyển cho người tiếp theo, chuyển cho người tiếp theo là người nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm thử để, đúng rồi, chúng ta sẽ đưa đi dưới cùng, xem trên cùng. Và mọi người chú ý nha, mỗi lần chúng ta chỉ được lấy một đi, mỗi lần chỉ được lấy một đi, hay là chơi có nghe không ạ? Mỗi lần chúng ta chỉ được lấy một đi duy nhất, và người chơi nào lấy nhiều hơn một đi sẽ phải làm lại từ đầu nhá. Và người chơi đó sẽ phải làm lại từ đầu nhá. Hai đội sẽ cùng làm một lúc, và đội nào làm xong trước sẽ thắng. Và tất cả thành viên của hai đội đã hiểu luật chơi chưa ạ? Và có vẻ hai đội chúng ta đang rất khó khăn để làm quen với việc xếp xếp như thế này.
sẽ làm lần lượt cho đến thành viên cuối cùng, và đội nào làm xong trước sẽ giành chiến thắng. Đúng rồi, một người sẽ làm một vòng, vòng làm cho đến khi mà đi kiểm xuống đi cuối cùng thì sẽ đưa cho người tiếp theo. Đưa cho người tiếp theo là theo tiến trình ngược lại, đó là lấy đi tiếp tục bỏ xuống cuối cùng trong đi đó, đưa cuối cùng. Phần thưởng là một phần quà đến từ ban tổ chức. Rồi, hai đội chơi chúng ta sẵn sàng chưa ạ? Và mỗi người chỉ trên một lần thôi nha. Rồi, các bạn chưa? Chúng ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa ạ? Rồi, bây giờ cùng hô cái găng như thế để chúng ta bắt đầu không? Anh chị ơi! Ôi, này này này, anh chị ơi! Xin mời mời các bạn ở dưới chúng ta dành tràng một tay thật to để cổ vũ cho các thành viên thế này. Sau đây mình mời hai bạn MC chia sẻ chúng ta lên đây để làm giám sát cho các chơi. Thank you.
có bí quyết, là mọi thứ phải làm nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Và bên này đang đứng người mấy rồi? Bên này đứng người mấy rồi? Anh nhớ đó, 1, 2, 3. Đây là người dưới cây thứ tư. Còn bên này chúng ta người thứ mấy rồi? Người thứ năm rồi. Chúng ta lấy lên được. Yeah, man.